thế nách nó mới đi, coi nó phải uốn éo nó phải thế mới gọi là vụ lữ chứ. Cái này cũng là vụ lữ à, vụ lữ phiên bản 2 của bạn giải yêu thương nhé. với chục nói luôn cái xem nào, để ghi âm đây rồi nhá, tiền chục đấy nhá. Quả là tiền chục rồi nhá anh Kiên ạ. À, bắt luôn. Cũng được mà. Anh Kiên đứng sang bên kia. Hôm nay yêu luôn, xuống cái có lọc có duyên rồi, bắt luôn cái vụ lữ đây rồi. Ờ cái chỗ ở cái dễ. Cái này dáng gì đấy ban chú ơi? Dáng lão à? Đấy. Hay là lão Mai cổng quý tử đây? Lão Mai cổng quý tử. Gọi là bồng quý tử cho nó nghe nó sang tí hả? Nghe cộng cộng quý tử nghe hơi tiếng thôn quê. À, bà trụ đang sửa cái này đây à, bắt đầu đợt này là cái đang cắt lọc ra. Ơi Tuấn à, nó ra thăm cây long của anh Kiên Mơ đây. Ai dạ, đây là quả long đẹp nhỉ. 2 tỷ à, 2 tỏi nhé. Ờ, đợt này nhìn đẹp đấy nhỉ. À, cái là trước lấy của anh Hùng Xiếc gì? Một cây hình như đang nằm ở ngoài chỗ hợp tác xã Thăng Long, nhưng cây xấu, cây nhỏ, cây to nhỉ? À, hôm qua thấy đi bắt tay với cái anh Hi à, bắt cây độc long kim cương này. Anh Kiên đặt tên cái này là cái gì? Long thế à? Không có tư kim cương hay vàng bạc gì vào đấy à? Kim cương này của ông Trường Giấy rồi. Thế bây giờ mình có cái gì nên độc long vàng bạc gì tí nhỉ cho nó lổi hả? Nghe ra đấy, tận chi răm đây rồi, bộ răm nó thì đẹp rồi. Đấy, thì lọc những cái răm này mới sạch này, đấy, nó tưa thoáng, thế thì răm này vẫn bí dày, chắc là chưa làm này. Lọc nó phải tưa thoáng rồi nó mách lại. Nghe cũng vàng đỏ cây luôn nhỉ. Dạ lắm. Màu đồng. Đi không? Văn chưa đi về không? Không, con này mà cho ra sân chơi nó cũng gớm đấy chứ. Cho lên cái đôn đẹp đẹp. Cắt nọc dằm ra đẹp đấy. Đấy, chân bệ ký đá cái điếc đàng hoàng đầy đủ. Hello em, mới sang à? Vâng, anh ạ. Xin chào. Được lại vào được nhiều cây chị em? Em được này ít thôi. Cứ túc tác thôi mà, thỉnh thoảng lại bắt cây nhỉ? Mùa này thì bạn trụ cắt cây mỏi tay thôi, bạn trụ ạ. Đau tay hết rồi. Người có tiền người khác đại gia có tiền vậy thế đấy, lúc nào cầm lê đi giày tây đẹp đi lượn thế này sướng nhất là Kiên Mơ. Được, có cái nong rồi, được đấy, nong chúa đây.
bán đẹp mà. Hai tử hơi nhỏ. Đây, lại rất nhiều cái lông cổ ở đây. À, cái này cũng lạ gớm nhỉ, con quạ. Ghê không? Đây là bạn trụ, bạn đột khoét tạo những cái đấy, này mai nó bo sẹo sẽ đẹp, tạo điểm chun điểm nhăn. Thực ra ngoài thiên nhiên nó cũng muốn nu đẹp thì là cũng do con trâu con bò là dặm nó húc, thế sau con người thì lấy cuốc xiềng để tra can cuốc nó đập mãi vào rồi nát, sau lên lu lên cục lên sẹo, đấy là biến hóa của thời gian năm tháng. Thì đây là con người bây giờ đang tự tạo ra những cái gọi như là thiên nhiên va chạm, mình đục đẽo đi rồi về sau nó cũng biến hóa, chứ không khi làm sao mà nó có những cái lu cục như ngoài thiên nhiên được. Thiên nhiên tự nhiên không thể lên được như thế, đó là do những cái tác động của ngoài thiên nhiên. Ở quê tôi thì có những cái cây ở ngoài đồ cái cánh đồng, họ làm cây bóng mát, họ cứ buộc trâu buộc bò xong là cứ dặm nó húc vào cái thân gốc cây đó, xong nó xù nó lở nó u cục lên. Người dân thì gậy cuốc gậy xẻng này cứ ra tra căn cuốc căn xẻng cũng cứ đập vào đấy, thế là nó cũng nổ cây ra, sau xong tạo nên cái vết sẹo thời gian năm tháng nó cũng u cục lù này, sau thấy nó đẹp. Đấy chính là những cái tác động của ngoại cảnh bên ngoài đưa đến. Chính vì vậy bây giờ con người trong vườn này thì làm sao mà có trâu bò mấy người đập được, thì lại họ lại phải bằng cái cách đục đẽo đập phá, nhưng phải làm nó phải nghệ thuật. Nhưng muốn đẹp được thì phải có được thời gian và năm tháng, chứ không phải đẹp ngay mới đầu thì làm nó sẽ xấu, rất xấu. Nhưng có đủ thời gian năm tháng thì nó sẽ đẹp ngay, đủ cái độ mím, đủ độ già, để sau những cái chỗ sẹo nó đẩy lên nó phát triển mạnh, nó gồng lên thế nó tạo cái độ lu. Còn cái lu của thân đẩy ra tự nhiên thì những cây nó quá già thì nó phá thân. Đấy là những cái nét đẹp của cái độ lu già. Còn nu những cái vết sẹo thời gian năm tháng đó, nó cũng là những cái điểm nhấn thêm cho cây. Thì con người cũng qua đó dựa vào đó để tác động. Đấy, cái cây này thì cái góc view này thì quá đẹp. Ở cái vị trí này thì nhìn nó mê lắm các bạn ạ. Vũ đây đàm phán xong chưa anh Kiên? Rồi bạn trụ là với anh Kiên. Xuống cái thì anh Kiên vào mặt luôn cái này và đúng là trong nước kết. Chỉ đợi tiếng chốt thôi. Tốt rồi, 90 triệu dân đấy, nhưng mà anh chỉ đến mỗi một vợ thôi. Nhiều lắm rồi, chỉ chờ ngày cưới. Đó là cái gốc nó bạnh nha. Nó có cái chân gốc nó bạnh đẹp. Bên này nhìn cái bệ nó đẹp lắm, cái gốc. Trong cái chậu này chậu dày nặng quá. Cô và cái chậu vừa rồi đang có dạ đấy nhỉ, cái chân có dạ đẹp đấy. Bộ sập. Dưới cái phân này là cái rễ nhỉ. Dễ thay nhà nó hơi nó chưa hóa được, khó. Có thể cấy thêm cái canh vào đấy được không bạn? Có. Ừ, cho cấy thêm mấy canh vào xong này mai nó kéo nó lôi ra. Nếu nhờ nghệ nhân cắt cho cái mảng lu đắp vào đấy. Đúng rồi, tìm được cái mảng lu nào xong cấy nó vào đi. Đóng trong một cái cục vào đó. Nhiều nhà vườn nhá, tôi thấy nó cứ đóng một cái cục, những cái mảng lu to từ đấy chạy này, chạy hàng nửa mét ấy. Áp vào. Ừ. Đấy đi chơi được. Cấy mấy cây và anh giống quả mít là được.
Đấy như quả sầu riêng. Có cho mấy cành vào đấy được. Đợi chủ nhân về để giao dịch cái cây này. Xuống cái anh Kiên là kết luôn rồi. Chỉ trong phút mốt thôi. Đợi chủ nhân về để khả năng tiếng nổ sẽ xảy ra bây giờ. Nhiều khi cây có một cái nét nào đó mà khi người ta thích bị say đắm ngay lập tức. Rất hay. À, bố trí cây cho lên nhé, cho độ. Có mượn cây nào nữa thì đấy. Tuyển đi, hôm nay tuyển luôn. Nên lên trên vườn trên tuyển nhé. Còn cái đẹp cái nào thay chậu. Hả? Thay chậu. Chục cây luôn. Chục, làm một chuyến xe chứ, cho đủ chuyến xe đi. Cứ đi đâu cứ phải chục 20 nhá. Bố trí đi. Đằng nào cũng một chuyến xe cứ phải đầy. Đằng nào cũng phải chở cho. Phải phải làm luôn. Làm phước mua anh biết đi đánh cái sung với kìa, sung đại bác đằng kìa. Đây đây đây, xem. Xuống ở đâu? Vâng, một xe Linh Vượng xin được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những